kính mời tất cả các chiến sĩ mặc quân phục, chúng ta tiến về phía sân khấu và đứng thành hai hàng dọc hai bên sân khấu để chúng ta chuẩn bị cho nghi thức khai mạc theo sự điều động của chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đình. Xin kính mời tất cả các quân nhân mặc quân phục chỉnh tề, chúng ta đứng vào hàng ngũ, hàng quân danh dự. Đây là một việc làm rất ý nghĩa, nói lên thứ nhất là chúng ta trân trọng đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà chính chúng ta là những thành viên, và đồng thời những hình ảnh này toàn thể đồng hương trên thế giới thấy rằng mặc dù chúng ta ở hải ngoại đã có một đời sống ấm no hạnh phúc và ổn định, nhưng chúng ta vẫn không quên các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ đất nước và đã mất đi một phần thân thể. Và chính các anh em thương binh cũng thấy ấm lòng khi thấy các đồng đội của mình ở hải ngoại vẫn còn nhớ đến chúng ta trên tình huynh đệ chi binh. Và bây giờ trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đứng lên để cử hành nghi thức khai mạc theo lễ nghi quân cách. Ladies and gentlemen, please stand up to celebrate the opening ceremony of the music festival according to the military protocol. Lễ rước quốc quân kỳ, the welcoming the national and military flag. Tất cả chú ý. Nghiêng! Khai quân hiệu. National Anthem of the United States of America.
Sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Các quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ chính nghĩa tự do của Việt Nam. Các đồng bào đã bỏ mình trong rừng sâu hay biển cả để đi tìm tự do từ sau ngày giải phóng hướng dương Việt Nam. Các chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam đã bị quốc tử cho các lao tù của biệt tộc. Các quân nhân Hoa Kỳ, trong đó có các quân nhân người Mỹ gốc Việt, đã hy sinh trên các chiến trường để duy trì nền hòa bình và an ninh cho toàn thế giới. Trong phút giây thiêng này, chúng ta cũng tưởng nhớ đến cố trung tá Nguyễn Thị Thái Nguyên, người đã góp công vận động chương trình cứu trợ các thương binh và quản phụ Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. The moment of silence will commemorate the ancestor who have also had to build up and defend the mother country. The Republic of Vietnam and all the land shown were sacrificed for the Vietnamese. The Vietnamese people who have died when escaped from the communists. The human rights and the freedom fighters who was killed by the communists. The American soldiers who were sacrificed in the battlefields to maintain the peace and security around the world. In the sacred moment, let's commemorate the late Lieutenant Colonel Nguyễn Thị Thái Nguyên, who has mobilized the pen to raise the disabled veterans and widows of the Republic of Vietnam. Toán thầu kỳ, súng mạng biên, bắt! Phút mạng biên, bắt đầu.
Nguyễn Thanh Thủy, Hội trưởng Hội HO Cứu trợ Thương binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời bà cũng là trưởng ban tổ chức của Đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 15 sẽ gửi đến quý vị lời chào mừng và tuyên bố lý do cho buổi Đại nhạc hội ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, I would like to introduce the Major Nguyễn Thanh Thủy, the President of Disabled Veterans and Widow Relief Association, and she is also the head of the organizing committee of the music festival. She will send you the greeting and state the reason for the music festival. Kính mời Niên trưởng. Thưa, kính chào tất cả quý vị hiện diện trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ, tôi xin kính thưa quý vị trưởng thượng, quý vị lãnh đạo tôn giáo, quý chiến hữu, quý thân hữu, quý ân nhân và quý đồng hương hải ngoại. Kính thưa quý vị quan khách, đứng trên sân khấu, tôi vẫn nhớ tới hình ảnh cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân, chị cả của Hội HO Cứu trợ Thương binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, với mái tóc bạc đang vẫy tay chào khán giả. Chị cả đang phù hộ để hội được thành công tốt đẹp. Như quý vị thấy, Đại hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 15 này có khác biệt với các kỳ trước, từ kỳ 1 đến 14 ở chỗ được tổ chức trong một hội trường thay vì ngoài trời. Vì dịch bệnh COVID-19 kéo dài gây bao nhiêu khó khăn cho xã hội và nền kinh tế, đã đặc biệt ảnh hưởng đến nhiều thiện nguyện viên lớn tuổi và quý ân nhân, phần đông tuổi cũng đã cao. Do đó, các thành viên ban chấp hành Hội HO Cứu trợ Thương binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý tổ chức Đại nhạc hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 15 bên trong một hội trường để tiết kiệm đáng kể về nhân sự và chi phí. Vì là lần đầu tiên tổ chức bên trong như vậy, Hội HO Cứu trợ Thương binh Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa đương nhiên có nhiều thiếu sót ngoài ý muốn, xin quý vị rộng lòng thông cảm. Việc quay quỹ để giúp đỡ thương binh tại quê nhà chủ yếu là kêu gọi lòng hảo tâm của quý ân nhân trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và thế giới, nhất là sự tri ân và tình yêu thương của tất cả những đồng hương tị nạn đối với anh chị em thương binh và quả phụ hiện sống rất khổ nhục trong những năm tháng cuối đời. Hầu hết họ ở tuổi cao, sức khỏe kém, nhiều bệnh hoạn, vì thương tật, thiếu thốn, đủ mọi thứ, không thể tự kiếm sống, mà cũng không biết nhờ kệ ai. Xin quý vị mở lòng, tâm niệm câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hoàn cảnh của các anh chị em thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa thật bi đát, phải sống lay rắt mỗi ngày, mà ăn không đủ no, lạnh không áo ấm, bệnh không tiền đi bệnh viện hay mua thuốc. Đáng thương nhất là lúc buông tay về với ông bà tổ tiên, hậu sự không có ai lo, không phải vì ép bỏ mà vì không có tiền, lực bất tòng tâm. Hội HO Cứu trợ Thương binh Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa thấy đây là việc chung mà chính hội cũng bất lực, nên luôn tìm cách kêu gọi quý mạnh thường quân và ân nhân quan tâm tiếp tay với hội. Kể từ Đại nhạc hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 15 này, hội ước ao được giới trẻ, con cháu các cụ quân cán chính và đồng hương hải ngoại sốt sắng đến với hội đông hơn, chung tay tham gia công việc
của hội để góp sức nhiều hơn nhằm giúp đỡ các chiến sĩ đã hy sinh quá nhiều cho chúng ta, cho quê hương đất nước chúng ta. Mong sao họ có thể sống nốt những ngày tháng cuối đời trong sự an tâm, xa lánh lòng giả trá trả thù hẹp hòi ác độc của chế độ Việt Cộng. Ban chấp hành Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng hòa xin trân trọng tri ân tất cả ân nhân, chiến hữu, các quân binh chủng, quân lực Việt Nam Cộng hòa cùng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa, các hội đoàn, những cụ học sinh các trường Chu Văn An, Bê Trích Ký, Gia Long, Trưng Vương, Quốc học Quế, Hồng Khánh Quế. Xin cảm ơn anh David Trần của truyền thông cũng như các ân nhân đã âm thầm giúp buổi nhạc hội. Cảm ơn anh, người thương binh Việt Nam Cộng hòa, được kết quả tốt đẹp qua hệ thống truyền hình Việt Nam tại hải ngoại. Nhân dịp này, hội xin hân hạnh giới thiệu một nhóm nam nữ quân nhân Mỹ gốc Việt đã xuất sắc giúp hội HO Cứu trợ Thương phế binh Quả phụ Việt Nam Cộng hòa về nhân lực và tài chánh suốt nhiều năm nay. Cuối cùng, xin thay mặt các thành viên Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng hòa và đại diện cho các thương phế binh cũng cùng các quả phụ Việt Nam Cộng hòa, tôi chân thành tri ân lòng từ thiện bao la cao đẹp của quý vị đóng góp và chia sẻ theo tinh thần câu ca dao đầy ý nghĩa: lá lành đùm lá rách trong hoàn cảnh nơi xứ lạ quê người. Xin kính chào quý vị và cho tôi thêm một phút, là vì trước khi tôi lên đây thì ở bên có bà bác sĩ Thạnh Mỹ và nhóm hậu vệ ở bên Florida có gọi qua, là bà bác sĩ nói bà mới vừa đi Âu Châu về thì bà mới biết là bữa nay có đại nhạc hội, thì bà chưa có kịp gửi qua, nhưng mà bà gọi cho biết bà sẽ ủng hộ giống như hàng năm, là nhóm bác sĩ Thạnh Mỹ và nhóm Việt Nam Cộng hòa hậu vệ Tâm 3B Florida ủng hộ Hội HO Thương phế binh $10,000. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn lời chia sẻ chân tình của niên trưởng thiếu tá cảnh sát quốc gia Nguyễn Thanh Thủy. Và thưa quý vị, tiết mục tiếp theo xin quý vị cùng chào đón phần trình diễn của nữ ca sĩ Thu Sương. Chào mừng Thu Sương đến từ Paris, xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị có mặt hiện diện trong ngày hôm nay. Chào mừng thưa quý vị, Thu Sương rất là hân hạnh được đứng đây ngày hôm nay để đóng góp cho chương trình đại nhạc hội Cảm ơn Anh. Thu Sương rất là xúc động là trong rất nhiều những cái chương trình hầu như chúng ta thường hay nhắc về người lính, nhưng ít ai nghĩ đằng sau người lính là một bóng hồng, là những người cô nhi quả phụ. Họ cũng hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến 20 năm. Vì thế cho nên Thu Sương ngày hôm nay xin chọn ca khúc Tấm Thẻ Bài Rách Tên để vinh danh những người phụ nữ đáng thương đó. Và thưa quý vị, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, xin gửi đến quý vị. Tấm thẻ bài này anh để lại
lại cho em làm gì? Anh về lại đây để muôn đời tiếc nhớ hay nuôi thêm hận thù? Này loại mơ, này loại mơ, rách nát nhạt nhòa viên đạn nào sao quá hoan nghiệt, khóc một ngàn ngày đến vạn ngày chưa vơi mạnh dầu. Anh giờ nằm yên để nguôi hờn oan, phút cuối chưa quên người tình. Này loại máu, này loại máu, với số phận anh mắt nếu người thường, sống hiên ngang, sống gian nan khắp chốn mọi miền, qua một đời tên chẳng còn nguyên. Ngày xưa nhớ lần qua phố vui, anh gửi em tấm thẻ vài này và nói đây là tấm kim ngân anh để lại cho mình. Em nào hay, nào mơ, nào ước chi đâu, nay đời anh về với thiên thu, em mới biết lòng đau. Chiến cuộc nào rồi cũng lụi tàn sau bao năm dài. Anh giờ nằm đây để nguôi hờn oan, phút cuối chưa quên người tình. Đừng sợ nữa, đừng sợ nữa, đã có em đây vuốt mắt ngàn thu. Có em đây giữ trên tay tấm thẻ vai này, xin một đời qua buồn. Thưa quý vị, Đình Đại đến từ Paris rất hân hạnh được có mặt ngày hôm nay trong đại hội Cảm ơn anh lần thứ 15
Và thưa quý vị, buổi trình diễn ngày hôm nay, Đình Đại và Thu Sương rất vui và rất hân hạnh được trình bày đến quý vị cũng như là Mê Linh một số các nhạc phẩm mà Đình Đại đã sáng tác, trong đó có một số bài Đình Đại sáng tác cho cái ngày buổi ngày hôm nay. Thưa quý vị, cách đây 3 năm, ngay trước khi mà đại dịch bắt đầu, thì có lẽ quý vị ai cũng đều nhớ một cái sự kiện đã xảy ra ở tại Sài Gòn. Đó là ở vườn rau Lộc Hưng. Đó là một cái mảnh vườn mà đã cưu mang nhờ vào dòng Chúa cứu thế, đã được xây những căn nhà dành cho những người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là dành cho những người tù nhân lương tâm mà hầu như sống trên đất nước nhưng không có một chút giấy tờ nào hết cả. Thì sau một đêm gần Tết, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã cho sang bằng tất cả những căn hộ vừa mới xây dành cho các phương thế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng như dành cho những người cơ nhỡ và những người tù lương tâm mà đã bị mất hết giấy tờ. Qua cái hành động mang rỡ đó, thì Đình Đại đã thấy được những cái hình ảnh ngày hôm sau người ta trở về tìm trên trống đổ nát, nào là những chiếc chân gỗ còn để lại do những thương phế binh đã chạy vào ban đêm vì họ càn quét vào ban đêm. Thì sau đây bài hát này sẽ được thể hiện qua tiếng hát của Thu Sương. Xin quý vị vui lòng đón nhận. Cảm ơn Đình Đại. Thank you.
nhà nhà tan hoang. Thưa quý vị, sau đây một tiếng hát đẹp và quý sẽ đến với chúng ta với nhạc phẩm Người Tình Không Chân Dung. Đó là tiếng hát của ca sĩ Mê Linh, người sinh ra và lớn lên ở ngay mảnh đất này. Thưa quý vị, Người Tình Không Chân Dung qua tiếng hát Mê Linh. Mê Linh xin kính chào quý vị. Oh,
đến từ cuối trời. Hỡi người chiến sĩ lịch sử của nước ta. Khi mà nói đến những chiến binh, những chiến sĩ, chúng ta thường nghĩ đến những người trai oai hùng. Khi nói đến quân lực, nhất là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta thường nghĩ đến những người chiến binh oai hùng. Nhưng lịch sử đã ghi dấu rằng những người đầu tiên đứng lên giành độc lập cho đất nước, cho dân Việt chính là những người phụ nữ phi thường. Chúng ta có bà Trưng, bà Triệu, và sau này chúng ta có những chiến sĩ của biệt đội Thiên Nga. Và qua đó Đình Đại đã sáng tác một nhạc phẩm mang tên là Đàn Chim Trắng. Và nhạc phẩm đó nhằm để vinh danh tất cả những người phụ nữ Việt Nam, dù chiến đấu trực diện với quân thù hay ở ngoài hậu tuyến, âm thầm trong bóng tối hỗ trợ cho những người chồng, hỗ trợ cho những người con đi đánh giặc. Thì ngày hôm nay bài hát này cũng được chính một tiếng hát tiếp nối dòng dõi của bà Trưng, bà Triệu gửi đến quý vị như là một tặng phẩm để nhằm vinh danh tất cả người phụ nữ Việt Nam. Kính thưa quý vị, Mê Linh sẽ trình bày tiếp nhạc phẩm Đàn Chim Trắng do Đình Đại sáng tác dành cho biệt đội Thiên Nga. Kính thưa quý vị.
Thưa quý vị, Đình Đại sinh ra và lớn lên ở trong một căn phố nghèo của Sài Gòn. Từ khi còn rất nhỏ, Đình Đại đã là một ca sĩ bất đắc dĩ cho các chú, các bác Phương Thế Bình ở trong căn phố nghèo đó. Và một lần trên bước đường đi vượt biên về Cà Mau, khi qua bến phà Mỹ Thuận, thì Đình Đại bắt gặp một hình ảnh mà cho mãi sau này Đình Đại vẫn ghi nhớ. Đó là hình ảnh của hai chú bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, một người bị mù và một người gần như là bị cụt hai chân, dìu nhau đi bán vé số. Nhưng ở trong cảnh khốn cùng đó, trong cái tiếng hát của các vị ấy vẫn sáng lên, ngời sáng lên một cái điều gì đó mà chúng ta phải cảm phục cho sự anh hùng cũng như là cho cái lòng kiên cường của quý vị đó đã phải sống và trải qua những thời gian khắc nghiệt nhất của cuộc đời mình. Cho nên dành cho cái buổi ngày hôm nay, Đình Đại có viết một bài hát, đó là bài Tặng Người Thương Binh, mà bây giờ Đình Đại xin gửi đến quý vị, xin quý vị vui lòng đón nhận. Tặng Người Thương Binh. Chiến tàn xin gửi lại quê, bao ước mơ không thành từ ngày buông tay xuống, ngày dài lê thê trên khắp nẻo đường quê. Sao bước chân ta về mà lòng nghe tái tê, dừng dừng mắt để nhìn nhau nghẹn ngào, bao câu nói sao nên. Còn đi mãi đâu đâu chiến trường xưa, anh để lại phần thịnh gia cho hoa nở thắm núi đồi, cho đất mẹ an vui khi vùng hòa tuyên chiến tranh tới bời. Ôi bao năm qua rồi, đi tròn cuộc đời qua nỗi nhung vinh, mình dìu nhau đi, anh thiếu đôi chân, tôi mù đôi mắt, nhưng tức lòng dành cho nhau tình huynh để chi binh. Mai này có về, xin về yêu thương, xin đóa hoa tươi màu,
dành cho người thương binh. Dù đời nôi trôi theo vận nước lênh đênh, nhưng sắc áo không rơi, lời thề ngày chiến tranh xin cho đất mẹ an vui, rồi ngày tự do sáng trên môi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu quý vị thương yêu Đền Đại cũng như là thương yêu tất cả các anh em nghệ sĩ chúng tôi ngày hôm nay cũng như ban nhạc và ban tổ chức, xin quý vị ủng hộ và tiếp tục ủng hộ donation cho chương trình ngày hôm nay, một chương trình thật là đầy ý nghĩa mà Đền Đại có được cái vinh hạnh được tham dự ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, Đền Đại cùng sáng tác một bài hát mà ngày hôm nay Đền Đại xin hân hạnh được gửi đến quý vị. Đó là cái bài Việt Nam trong giấc mơ tôi. Trong tất cả chúng ta, dù sống ở phương trời nào, có lẽ chúng ta đều mơ ước về một Việt Nam thực sự tự do và thanh bình. Và sau đây, Việt Nam trong giấc mơ tôi. Thưa quý vị, khi mà một nhạc phẩm mới như thế này thì thật ra thì mình rất là thích được ban nhạc đánh cho. Các anh ban nhạc cũng rất là bỏ nhiều, rất là công sức. Vì là cái thời lượng của mình nó ngắn quá, Đình Đại vừa mới bay từ DC qua rồi về đây, thì Thu Sương cũng từ xa về, cho nên là có một số bài hát cũng đành phải hát ở trên soundtrack vậy, cho nên xin quý vị lượng thứ cho. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam tôi trong giấc mơ này, mẹ hiền ru dòng xưa má thương thơm đời con. Đêm còn mơ sông núi hồng, cha nghiêng vai gánh cánh đồng lúa xanh. Nắng nắng chiều vàng vàng rừng mái tranh, nắng nắng chiều vàng cao khoe hạ cho mường anh chỉ về tiếng hò chảy dọc chân đê. Hò là hò khoan này, hò là hò
khoan, dầu dài đón mạnh sơn khê nước chờ. Tay con lâu xây làm cờ tựa lưng bia đá, con chờ là chờ ngựa bay. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cho giấc mơ này mong ngày mai nhìn non nước tan hoa tự do. Đêm con mơ sông núi biển vàng âu ca vui thái hòa ấm no. Việt Nam ơi, Việt Nam tôi trong giấc mơ này để hiện du dòng xưa mát hương thơm đời con. Đêm con mơ sông núi hồng trang nghiêm vai cánh cánh đồng lúa xanh. Nắng nắng chiều vàng vàng rừng mái tranh. Nắng nắng chiều vàng gạo que. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và để tạm biệt quý vị, trước khi tạm biệt quý vị, Đình Đại, Thu Sương và Mê Linh sẽ trở lại với một bài hát. Đình Đại có sáng tác một số bài mà Đình Đại gọi là sự ca, một số bài nói về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài nhiều nghìn năm. Chưa bao giờ chúng ta khuất phục trước một thế lực nào, dù thế lực đó có lớn lao gấp vạn lần, thì cuối cùng sức sống của dân tộc vẫn trỗi dậy và vẫn chiến thắng tất cả mọi bóng đêm. Và sau đây, bài hát Sự Ca Một Nam Quốc Sơn Hà do Đình Đại sáng tác sẽ được Mê Linh, Thu Sương và Đình Đại trình bày. Quý vị ơi, ca khúc này Thu Sương cũng như Đình Đại và Mê Linh rất mong đã được quý vị hưởng ứng bằng những cái tiếng vỗ tay thật lớn, tại vì đây là một cái bài hùng ca thưa quý vị. Dạ, và sau bài hát này nếu quý vị yêu thích thì Đình Đại, Mê Linh và Thu Sương sẽ đi một vòng với lại thùng donation để xin đón nhận. Dạ, ý chính là móc túi của quý vị ạ. Dạ. Đằng sang tròn vang tiếng sông trường quân thu bao cương hồn Mê Linh từ muôn kiếp dân nam chạy hùng quật cường đã bao hồi tình chiến đã bao đời quyết chiến bao lớp trai đổ máu tươi tô điểm Sơn Hà đây bình thường ngọn nước đây biến hơi sân ngòi đây núi non quê nhà được thành hình từ máu Sơn Hà. Nơi làm thân vì dung
người đóng ca kiều hùng, người trao con vua hùng, vì hòa bình nên phải đi cùng. Đi là đi là đi, ta quan gì mưa gió. Rồi con Nam ăn Tết tự do. Ngọc hồi xưa còn ghi dấu oai linh anh hùng một thời. Để cho hay dòng sông ấy vì sao buồn đời đỏ hồng. Đã vào hội bình biên, dân nước Việt vẫn tiên. Nguyện tiến lên xây đắm nước nhà từ cường. Đây non sông gầm lắm, đây núi Nam hồ thầm. Những đứa con làng hồng quý vị ơi, quý vị vỗ tay chưa có đủ lớn, quý vị ơi, chưa được không? Bạch Đằng Giang còn vang tiếng sông trơn quân thù bao cường, quân Mê Linh điểm xuân hạ. Đây biên cương ngọn nước, đây biên khơi sông ngòi, đây núi non quê nhà được thành hình từ máu dân ta. Bàn kia bước theo còn sáng uy danh bao lần diệt thù. Người người xưa còn vang vai luận nước Nam dân Nam trên đời. Nhưng cho giặc phương Bắc đã bao lần kiếp mũi tên là hương người Nam ngàn năm quân cuồng. Nơi lòng sơn quý dung, nơi đóng đá tiêu hùng, nơi cho con vua hùng, vì hòa bình nên phải đi cùng. Đi là đi là đi, ta quan gì mưa gió. Theo gót chân hùng anh của hai ba chiến thắng. Nghe tiếng trống anh lên. Tiếng hùng bề, tiếng tiếng bước tiếng chi. Anh tan quân thù, rồi xuân Nam ăn Tết tự do. Ngọc hồi xưa còn vang tiếng dấu đơn tân hùng một thời. Để cho hay dòng sông ấy vì sao muôn đời đỏ hồng. Đã bao đời bình yên, dân nước Việt vẫn tiên. Nguyện tiến lên xây đắp nước nhà tự cường. Đây nước Nam một lòng, những đứa con làng hồng, mình người dưới giữ non sông. Đây non sông gầm gắt, đây nước Nam một lòng, những đứa con làng hồng, mình người dưới giữ non sông. Quên cả đời. Xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay thật to cho đứng này, đứng này. Đinh Đại, Thu Sương, Mê Linh. Quý vị đang rất thắc mắc là tại sao hai người này từ bên Pháp qua lại kết hợp với một em bé lớn lên ở tại Mỹ. Bây giờ không biết là Thu Sương hay là Đinh Đại có thể cho quý vị khán giả biết nhóm của mình là như thế nào mà tại sao có rất nhiều những bài hát hay để mà hát trong chương trình ngày hôm nay. Mời Thu Sương đi, nãy Đình Đại nhiều giờ tôi mời Thu Sương đi nha. Rồi. Dạ vâng, thưa quý vị, che phải già để cho măng mọng có đúng không ạ? Thành ra Thu Sương nghĩ rằng là cái thế hệ của quý vị đi trước, các cô, các chú, các bác đi trước rồi sẽ qua. Thu Sương là một cái thế hệ nối tiếp và chúng ta sẽ cần có những cái thế hệ nối tiếp sau nữa, thì đó là Mê Linh. Vì thế xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho một người con gái còn rất nhỏ, sanh ngay tại vị Mỹ này nhưng mà cái tinh thần dân tộc rất là cao. Một tràng pháo tay thật lớn cho Mê Linh quý vị ơi. Yeah. Rồi, trả lời câu hỏi Khánh Hoàng là tại sao ba người kết hợp với nhau, nguyên do nào mà biết nhau và kết hợp lại với nhau? Dạ thưa anh, cái đó có lẽ là đó là do hồn thiên sông núi rung rủi anh ạ. Cho nên rằng cái sự kết hợp nó rất là tự nhiên và Đình Đại có được cái may mắn rất là lớn là được biết
tiếng hát Mê Linh từ rất sớm, và qua một cái sự kết nối của một người chị ẩn danh mà ngày hôm nay Đình Đại, Thu Sương cũng như Mê Linh có dịp đứng đây để mà hầu quý khán thính giả những nhạc phẩm mà Đình Đại đã viết. Xin chân thành cảm tạ sự yêu mến của quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật to cho hai người nghệ sĩ từ bên Pháp qua, đúng không? Và một bé sinh ra và lớn lên tại đây. Ngày hôm nay không biết là mẹ con, ba mẹ con có đi theo dõi chương trình này hay không? Ba mẹ con có đi theo? Dạ, mẹ đây. Wow, xin chị đứng lên à, xin chị đứng lên. Một tràng pháo tay thật to cho một người phụ huynh Việt Nam lúc nào cũng nhớ đến nòi giống, nhớ đến người Việt, và lúc nào cũng hướng dẫn con cái, những thế hệ sau này tiếp bước những cái bước đường của cha ông chúng ta ngày xưa. Xin cảm ơn Mê Linh, xin cảm ơn Thu Sương và cảm ơn Đình Đại rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn anh. Hy vọng trong tương lai sắp tới sẽ gặp Đình Đại và Thu Sương thường xuyên hơn ở tại Hoa Kỳ này nhé. Cảm ơn Đình Đại vì đại dịch. Và bây giờ trở lại với sự hưởng ứng rất nồng nhiệt từ khán giả khắp mọi nơi. Một tràng pháo tay thật to cho cô Thủy. Hội HO của Trợ Thương Phế Binh rất là cảm ơn tất cả quý vị hiện diện ở đây và tất cả quý khán giả coi trên hát đài truyền hình và YouTube hay là Facebook, và mong rằng là quý vị đã theo dõi tới giờ phút cuối. Và đó là cái phần mà hôm nay chúng tôi rất là hân hoan và vui mừng là được thành công trong cái đại nhạc hội Cảm Ơn Anh kỳ thứ 15. Nhân đây thì tôi xin cảm ơn tất cả MC cũng như ca sĩ và cũng như các ban hợp ca của địa phương ở đây và các quân binh chủng đã giúp chúng tôi trong cái vấn đề xếp đặt chương trình cũng như là đưa cái phần văn nghệ rất là hay đi khắp nơi. Và cũng như các em đã, những em trẻ hậu vệ cũng đã giúp, mà giúp về công sức, giúp về tiếng hát, lại cũng nghe, tặng lại tiền mà các em chúng tôi đã chi trả. Và xin cảm ơn, ngoài ra cũng cảm ơn luôn là tất cả các anh em trong ban tổ chức, và nhất là chủ của cái ông Quốc Dương, chủ cái Venice này đã cho tôi chúng tôi một cái không khí của một cái hội trường lớn rất là ấm cúng. Và mong rằng các anh chị em ở địa phương này nếu có dịp thì sẽ ủng hộ chúng tôi để làm đại nhạc hội, và nếu có dịp của cá nhân, của gia đình hay hội đoàn thì tới ủng hộ cái vũ trường này. Nói là vũ trường chứ thật ra nó là một cái khán phòng rất là đủ tiện nghi. Dạ, đã xin cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay. Cô Thủy ơi, cô cảm ơn. Cô cảm ơn ông chủ, ảnh buồn, ảnh trẻ quá, kêu ảnh là ông. Dạ, anh Quốc Dương, vũ sư Quốc Dương nghe tới quý vị. Vâng ạ, thưa cô. Cô đã gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em, ca nghệ sĩ, khán giả, tất cả mọi người. Cô thấy có dịp để làm việc với ban tổ chức trước cái ngày đại nhạc hội này thì anh em lo lắm, và cô thấy cũng đã có dịp để mà mời cô lên radio, TV để mà phỏng vấn, nhưng mà cô bận, kinh khủng là bận. Thì thưa cô, với tuổi già, sức yếu, đến ngày hôm nay cô nhìn thấy được cái sự việc nó xảy ra. Cô đã lo từng chút một, cô gọi cho Quốc Thái, cô gọi cho anh Khánh Hoàng, cô gọi cho tất cả mọi người xem coi như thế nào. Thì đến ngày hôm nay cái cảm tưởng của cô như thế nào đối với lại cái chương trình đại nhạc hội, và cảm tưởng của cô như thế nào sau buổi nhạc hội này với tất cả các anh chị em Thương Phế Binh ở Việt Nam? Xin mời cô có vài lời. Khi mà đang ở trong cái khán phòng này thì tôi biết rằng tất cả các Thương Phế Binh và người dân ở bên Việt Nam đang xem, vì tôi có nhận mấy cái điện thoại từ bên đó cho biết cô ơi, em đang ngồi coi là rất là hay. Và cũng cho quý vị biết là hôm nay cái chương trình này được bao nhiêu là khán thính giả ở bên ngoài theo dõi tới giờ chót, và đó là những giờ phút cuối á, thì lại ca sĩ là cũng hay nữa, cho nên người ta cảm xúc là thứ nhất,
là cảm xúc là người ta gọi vô đóng góp rất là nhiều cho tiền cho Thường Phế Binh, đó là ước mong của hội chúng tôi đó. Mà quý vị ở đây cũng ngồi tới giờ chót, và cũng như tất cả các nơi người ta đang xem, cũng người ta gọi vô là người ta coi tới cùng, nghĩa là mới vừa gọi xong là tôi lại lên đây đó. Dạ, vâng, cô Thủy ơi, sẵn tiện cô đang nói cái chương trình. Dạ, cảm ơn quý vị. Sẵn tiện của Thủy đang nói chương trình chúng ta đang được phát live trực tiếp trên YouTube và Facebook, thì Khánh Hoàng cũng mượn lời ban tổ chức xin cảm ơn các anh trong đội quay phim của chúng ta, anh Khanh, anh Minh và các anh chị em đứng máy trong suốt 5-6 tiếng đồng hồ để mà gửi đến tất cả chúng ta những thước phim thật đẹp, thật rõ, thật chân thật nhất. Một tràng pháo tay thật lớn cho các anh trong ban quay phim được không ạ? Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn. Và thưa quý vị, con số tiền mà quý vị đóng góp vào sẽ gửi về 100% đến cho tất cả các anh Thường Phê Bình Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều, chúc cho cô nhiều sức khỏe và tiếp tục những công việc mà cô đang mong mỏi. Cuối cùng là tôi phải cảm ơn lần này ba MC là nam hết trơn, mà ai cũng khen là tại vì ba MC này nói rất là giỏi. Có đẹp trai không? Có đẹp trai không? Có khen đẹp trai. Có khen đẹp trai không cô? Con mình Khánh Hoàng đẹp trai. Dạ, tại vì con còn là trai. Cảm ơn cô rất nhiều, rất là dí dỏm. Cảm ơn cô. Anh Thái cho em một lời nữa là xin cảm ơn những người đã hỗ trợ cho các nghệ sĩ, đó là các ban nhạc. Ban nhạc, một tràng pháo tay thật to quý vị ơi. Ban nhạc The Ocean phải không? The Ocean. Ban nhạc The Ocean. Thank you. Cảm ơn quý vị rất nhiều.